Saga, chị đi đâu rồi? Ngay cả điện thoại của cô ấy cũng không liên lạc được. Thực ra tôi cũng không liên lạc được với chị đi. Con bé đã mất tích 2 ngày nay rồi. Cái gì? Làm gì có ai có thể biến mất đột ngột như vậy chứ? Con đang nói gì vậy Shiva? Con có nói một cách nghiêm túc không? Hãy nói rõ ràng cho ta biết đi. Con không tìm thấy cô ấy trong khách sạn nên con đã nghĩ rằng cô ấy đã trở về nhà. Nhưng khi con trở về đi thì mới biết rằng cô ấy không hề trở về. Cô ấy biến mất sao? Shidi đã đến Buni cùng với Shiva và cô ấy đã không trở lại đi. Chỉ có ác quỷ mới biết được cô ấy đang ở đâu. Một sự kiện lớn như vậy đã xảy ra mà không ai cảm thấy bất cứ điều gì sao? Shidi đã ở một mình với tên ác quỷ đó và không biết anh ta đã làm gì với cô gái tội nghiệp đó. Ôi chúa ơi! Ngay cả cha mẹ của cô ấy cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Con đã kiểm tra CCTV ở khách sạn rồi. Người ta có thể thấy cô ấy ra ngoài khách sạn. Sau đó thì cô ấy đã không quay trở lại nữa. Rù rết qua ra. Tất cả những gì đang xảy ra đều không tốt một chút nào cho chúng ta. Chúng ta phải tìm ra cô ấy Shiva. Dù cho có phải đào đất xé toạc bầu trời này ra cũng phải tìm ra cô ta. Bằng bất cứ giá nào con cũng phải làm được điều này. Shiva, hãy nhớ rằng cho đến khi cô gái đó được tìm thấy, không ai được biết gì về việc mất tích của cô ấy. Không được để cho bất kỳ ai biết, nhất là đó là kẻ thù của chúng ta, con hiểu chứ? Saga, đừng lo lắng. Tôi không chỉ coi Shidi là một người bạn mà còn như là một người nhà. Tôi sẽ cố hết sức mình để tìm ra cô ấy. Không chỉ các bộ trưởng mà ngay cả điện thoại của các tên cung đồ. Ngay cả khi một sợi tóc trên người của Shidi bị tổn thương thì cả thành phố này cũng sẽ bị thiêu cháy theo. Nó sẽ là một mồi lửa. Tôi sẽ không để cho nó dập tắt. Chúa ơi, Ngài là đấng toàn năng. Ngài có thể nhìn thấy mọi thứ. Ngài có thể làm bất cứ điều gì. Làm ơn xin hãy mang chị dâu CD của con về đi. Ngài hãy mang chị ấy trở lại đây đi. Chị ấy là người đã tin tưởng vào Ngài. Sono, con có bị điên không? Lúc mẹ bị đánh sao con lại không khóc? Bây giờ con lại đang khóc cho con gái của tên giáo viên nghèo sao? Thôi nào, đứng dậy đi. Không mẹ ơi. Anh rể, nhìn đi. Sono thậm chí còn không chịu ăn sáng. Con bé chỉ biết khóc thôi. Con bé sẽ ngã bệnh mất. Anh hãy an ủi con bé đi. Con yêu. Bộ phim truyền hình Hindu gì đang diễn ra trong ngôi nhà của tôi vậy? Tôi đã bị cướp mất giờ chính rồi sao? Đây là nhà của tôi mà. Sondi, nếu con không ăn thức ăn là có lỗi với thức ăn đó. Con đã cầu xin trước mặt của Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ trả lời con thôi. Không có chuyện gì xảy ra với chị dâu của con đâu. Không đâu cha ơi. Tại sao Ngài ấy lại vẫn im lặng như vậy chứ? Tại sao Ngài lại để chị dâu của con rời xa chúng ta lâu như vậy? Ngài ấy phải đưa chị ấy trở về đây rồi chứ. Shiva, cháu đã có tin tức gì chưa? Chưa. Chưa sao? Nhưng tại sao? Cái gì mà chưa có tin tức chứ? Thấy không cha? Cha nói rằng con hãy tin tưởng vào thần linh. Vậy thì bây giờ mọi thứ... Sondi, con không nên bướng bỉnh như vậy. Con người không nên đổ lỗi cho thần linh vì những lỗi lầm của mình.
Không ai phải bị đổ lỗi cho những điều này. Đúng cha Hoa. Anh Shiva, nói đi. Người anh em Shiva, em... Nói đi, có chuyện gì? Nghe em nói đi. Anh phải thật bình tĩnh đó, và lắng nghe những gì em sắp nói. Được rồi, nói đi. Nói đi. Shiva, em đã đến bệnh viện. Và họ đã tìm thấy một xác chết của một cô gái. Và cô ấy rất giống như chị dâu CD của em. Shiva, chuyện gì đang xảy ra vậy? Shiva, có chuyện gì vậy? Shiva, nói đi, có chuyện gì? Anh nói đi chứ. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, dừng lại. Shiva, trái tim của cha đang chìm xuống. Cha qua đã nói với con trên điện thoại những điều tương tự mà cha đang nghĩ phải không? Con nói đi. Nói cho cha biết, nếu không cha sẽ đánh con đó. Hãy nói đi. Alo. Anh Shiva, các vị thần đã ban phước lành cho chúng ta rồi. Xác chết đó là của người khác. Em đã nhận được bất hạnh của họ rồi, thì em biết chắc đó không phải là chị CD của em. Xin lỗi, xin lỗi, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện gì vậy? Không có gì đâu thưa cha, không có gì xấu xảy ra hết. Mọi thứ vẫn ổn. Phước lành của Rudet qua ra. Anh đang làm gì ở đây? Tôi có gợi xin phép cô khi vào phòng của tôi không? Từ bây giờ anh phải cần đó. Vì từ bây giờ nó cũng là phòng của tôi. Anh không thể trần chuồng đi trong nhà như vậy được chứ. Thank you.
làm ơn hãy quay về đi. Nhìn đi, tôi đã sắp xếp quần áo của em trong tủ rồi. Đó là sai lầm của tôi. Tất cả là sai lầm của tôi. Tôi đã đưa em đi cùng. Cha thậm chí đã yêu cầu chúng ta phải ở bên nhau. Nhưng tôi chỉ vừa ra ngoài một chút để làm gì tôi. Và tôi đã gặp xui xẻo. Tôi đã bị cảnh sát bắt. Và tôi còn thậm chí không nhớ số điện thoại của em. Tôi là một người chồng như thế nào đi? Tôi thậm chí còn không nhớ số điện thoại của vợ mình. Cha tôi nói đúng, rằng tôi là một kẻ vô dụng. Tôi là một con lừa. Một con lừa đã bỏ vợ mình ở lại khách sạn một mình. Tại sao tôi lại làm việc này chứ? Tại sao? Em biết anh không đói, nhưng em không mang cái này cho anh đâu. Em đã mang cái này cho bản thân mình đó. Hôm nay em cảm thấy muốn đút cho anh một chút. Anh sẽ đút cho em chứ? Thím để nấu ăn rất ngon đó, phải không? Anh có muốn ăn một chút không? Không. Anh không đói chứ gì, phải không? Ok. Nhưng em sẽ nói điều này được không? Được chứ. Đừng lo lắng gì hết. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị dâu đâu. Em có niềm tin như vậy sao? Chắc chắn rồi. Anh có biết rằng khi anh vào tù, em đã thắp một ngọn nến trước mặt của thần linh không? Em đã chiến đấu với ngài ấy, rằng cho đến khi anh trở lại thì em sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Và ngọn nến đó đã không lụi tàn. Tất cả đều là nhờ chị CD đã giúp em đó. Nếu không, những ngọn gió đã thổi tắt nó từ lâu rồi. Cũng như vậy, lần này em cũng sẽ thắp một ngọn nến, nhưng lần này em sẽ không chiến đấu một mình. Vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, phải không? Vì em tin tưởng vào bản thân mình. Sony, đôi khi anh cũng không hiểu. Em lấy đâu ra niềm tin đó? Anh không hiểu nhiều thứ lắm đó anh trai. Thật sao? Như thế nào? Giống như dù bất cứ điều gì đang xảy ra đều không phải là lỗi của anh. Cũng giống như mối quan hệ của anh và chị CD có thể không có gì giữa hai người ngoài việc lo lắng cho nhau thôi. Và giống như anh đang đói lúc này vậy đó. Bất cứ điều gì, tất cả những điều này đang xảy ra là để có một kết thúc tốt đẹp. Cũng giống như việc cha đã yêu anh rất nhiều, tuy cha đã không thể hiện ra, nhưng chúng ta đều biết cha đã yêu anh rất nhiều, phải không? Cũng giống như anh đã yêu cha. Không, Sunny. Cha yêu em nhiều hơn chứ. Đúng, cha yêu em nhiều hơn. Nhưng cha lại tin tưởng anh. Cha luôn tin vào anh. Mối quan hệ giữa anh và cô ấy thật kỳ lạ. Khi cô ấy ở đây, anh cảm thấy rất khó chịu. Và bây giờ, khi cô ấy không có ở đây nữa, anh lại cảm thấy khó chịu hơn. Anh cảm thấy mệt mỏi. Em đã nói với anh rồi, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Mọi thứ rồi sẽ trở về vị trí của nó. Đến đây nào, anh phải ngủ một chút.
nghỉ ngơi đi. Có em ở đây rồi, mọi hiểu lầm giữa anh và chị ấy sẽ được giải tỏa thôi. Ngủ đi. Ngủ đi anh trai. Ngày quỷ viên nào? Con biết rằng mối quan hệ giữa một chính trị gia và cảnh sát giống như là một chiếc áo lót. Chúng ta phải làm gì cùng nhau? Bây giờ việc cần thiết là chúng ta phải tìm ra cô gái đó. Trước khi xảy ra quả quạng ở Rudrajat và những nơi lân cận liên quan đến chuyện này, cô gái đó phải trở về nhà của mình càng sớm càng tốt. Cô ấy cần phải ở nhà chồng của cô ấy. Tôi sẽ đợi tin, làm ơn hãy thông báo cho tôi tin vui đi, được chứ? Đúng. Được rồi, tôi sẽ đợi. Nhớ là hãy thông báo cho tôi tin vui đó. Cảm ơn. Sidi Sivalaka đang ở đâu? Mình đã nghĩ rằng không ai biết về việc này chứ. Những tấm áp phết khổng lồ này là gì? Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta ngày hôm nay. Sao cô ta dám? Hôm nay tôi đã quyết định rằng tôi sẽ xé xác cô ta ra. Tôi sẽ xé toạc miệng cô ta. Không chỉ dâu chờ một chút. Đừng làm điều này. Này, ra khỏi đây. Ra khỏi nhà của tôi. Biến đi. Này, biến đi.